Xin chào các bác, tiếp tục lên sóng với các bác và anh em một bộ dàn của hãng Sony. Model của bộ này là Sony 595, loa dàn đồng bộ, tất cả loa và khung máy đều sản xuất tại Japan, Nhật Bản. Đó, bộ dàn với sở hữu cặp loa bát 13 gân cao su zin nguyên bản, một bát một chắc, loa chắc hình đầu đạn rất là đẹp và thiết kế rất là gấu, đặc biệt là tiếng chắc cũng rất là hay. Bộ dàn này thì chơi đa thể loại nhạc được, chơi từ các dòng nhạc mạnh, remix, đang cũng ok, và chơi các dòng bolero cũng rất là tuyệt vời. Bát chắc đều rất là lên, rất là cao và rất là hay luôn. Bộ dàn này thì giới thiệu qua với các chức năng như sau. Bộ dàn này thì với các chức năng về chơi đĩa CD và đĩa MD, thì qua cái khám sơ bộ của em thì em thấy rằng là dây cura của CD và MD đều bị đứt rồi. Đấy, các bác nào thích chơi CD thì mang về mình thay dây cura cho em. Đấy, còn mà các bác test mắt luôn cho nhá. Đấy, thế còn bộ dàn này thì em bán với các bác với hai chức năng thôi, là chức năng chơi qua điện thoại, máy tính và TV qua cổng 3.5, và chức năng chơi giải mã optical từ smart TV xuống qua cổng quang. Và đặc biệt hơn nữa là con này có tính năng giải mã DAC, tức là nó có thể xuất âm thanh ra khi anh em chơi quang, anh em có thể xuất âm thanh ra thiết bị âm ly thứ hai để mình có thể chơi hai âm ly song song cùng lúc được nhá. Đấy, cái đấy là cái tính năng DAC của nó. Lát em sẽ quay phía sau và chỉ cho các bác nào chưa biết nhá. Về tổng thể bộ dàn hình thức còn tương đối là đẹp. Cái dòng 595 thì nó luôn, các bác là đề can nó luôn bị bong cho nên đã lột lớp đề can ngoài rồi, nên còn lớp đề can bên trong nhìn cũng rất là đẹp. Loa thì đầy đủ e căng còn tương đối đẹp, tí nữa em sẽ quay hình thức chi tiết cho các bác. Bây giờ thì em sẽ phép báo giá luôn với các bác như này, bởi vì nhiều bác cũng có nhu cầu mua lẻ cho nên em sẽ phép báo như này cho dễ. Các bác có nhu cầu mua riêng cặp loa em bán giá 1 triệu bao ship. Các bác có nhu cầu mua riêng cục âm ly kiêm giải mã DAC thì em bán với giá là 650.000 và cũng bao ship. Đấy, các bác chú ý nhé. Nếu như các bác mua lẻ cục âm ly thì bên em sẽ kèm theo các bác một chiếc điều khiển học để mình chỉnh equalizer nhé. Đấy, thế còn chưa kèm đổi nguồn. Còn như với các bác là mua đủ cả combo luôn, cả loa cả dàn, thì em sẽ tặng thêm cho các bác một cục đổi nguồn nữa, và với tổng giá là 1.650.000, và vẫn tất nhiên là vẫn cũng miễn phí ship toàn quốc cho các bác và anh em. Mở ngoặc đơn ra là tất cả các đơn hàng bao ship của bên Trung Kênh Audio phải là các đơn hàng anh em mua hàng theo chức chuyển khoản đủ cho Trung Kênh Audio. Còn với các anh em mới đến với Trung Kênh Audio mà chưa biết đến uy tín của bên em thì các bác hoàn toàn có thể mua theo hình thức chuyển khoản cọc. Tuy nhiên cọc thì các bác chuyển cọc cho em 300.000 thôi. Tuy nhiên với các đơn hàng chuyển khoản cọc thì bên em sẽ không miễn phí ship, để nói rõ từ đầu với các bác anh em là như vậy nhá. Đấy, rồi bây giờ thì em sẽ hướng dẫn qua các bác anh em mình, đặc biệt là các bác mới chưa dàn, chưa biết cách sử dụng dàn, thì em sẽ chỉ cho các bác luôn. Đấy. Và cũng nêu luôn với các bác một điều rằng là cái dàn Sony 595 này thì một cái bệnh mà cố hữu của nó là cái dòng này rất hay bị cái bệnh đó là mờ chữ màn hình nhá. Rất may là bộ này về thì không bị mờ chữ. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng cũng có thể là thi thoảng nó sẽ có hiện tượng là bị mờ chữ nhá. Đấy, thì lưu ý trước cho các bác và anh mình là như vậy. Thế thì cách sử dụng dàn như sau. Kể cả khi bị mờ chữ mình cũng có thể dùng được nếu như mình dùng quen rồi. Đấy, thì thao tác sử dụng như sau. Em tạm thời chưa ra cái điều khiển vội, em sẽ dùng ở trên máy trước cho các bác nhé. Em bán cho các bác hai chức năng chơi điện thoại, máy tính và TV. Thì các bác có thể cắm cái cổng táp ở phía sau đây, táp đây. Còn nếu các bác chơi ở cổng trước thì các bác vui lòng mua thêm nha, một cái dây hai đầu giống nhau này, các bác cắm ở cổng analog này. Đấy, cắm ở chỗ analog rồi nhá. Và đầu còn lại thì các bác cắm em vào điện thoại, thì các bác hoàn toàn mình có thể chơi qua điện thoại máy tính qua cổng phía trước cũng được. Còn nếu các bác chưa cổng analog nhá, các bác chưa cổng analog, các bác ấn nhầm nút cái chữ góc bên, ấn nút góc bên trái đây này nhá, nút này chuyển về chế độ là chế độ nó ghi lại analog đấy, thì sẽ chơi ở cổng này. Đấy, còn nếu mà anh em chuyển về chế độ là tape là sẽ chơi ở cổng phía sau, bấm bông sen ở phía sau. Còn anh em nếu chưa giải mã, ấn tiếp em có chữ là optical in đây, em đang cắm ở smart TV, cắm cổng quang ở phía sau nhé, mình sẽ chơi giải mã đấy. Đấy. Anh em không cần quan tâm đến những cái nút này, chỉ có duy nhất em nút này thôi. Còn các nút này em không cần quan tâm đến luôn. Đấy. Nút là cái gì? Nó chỉ có tác dụng với một số các chức năng ghi âm thôi. Cho nên em hoàn toàn bỏ qua những nút này cho em. Đấy. Bỏ qua tất cả những này cho em. Chỉ cần ấn nút này thôi, em chuyển các hệ thôi. Đấy. Trường hợp mờ màn hình anh em vẫn có thể dùng nút này bình thường, và mình vẫn có thể dùng mò để chơi các chế độ bình thường nhé. Đấy, tuy nhiên cái con này thì em tin rằng là nó sẽ không bị mờ màn hình, con nào mờ về nó sẽ mờ ngay. Đấy. Em chuyển về cổng tab ở trên điện thoại máy tính này,
Đấy. Ok, em sẽ tiến hành là test chiếc đâm cho các bác và anh em mình luôn. À, trước khi test chiếc đâm em hướng dẫn các bác cách sử dụng điều khiển nhé. Đây là một chiếc điều khiển lệnh, học lệnh. Anh em ấn nút TV để nhận lệnh nhé. Tăng giảm âm lượng, anh em ấn nút này để tăng giảm. Tiếp theo nữa là chỉnh equalizer, ấn chạm nút có chữ là DISP này nhá, DISP. Đây để chỉnh các hình equalizer. Với các dòng nhạc vàng anh em để trong classic. Đây, classic. Với các dòng nhạc mạnh anh em có thể để đam hoặc để flat cân bằng này. Hoặc có thể để rock cho em thì sẽ lên tiếng bass rất là căng. Đấy, pop thì các dòng nhạc yêu cầu tiếng lời nhiều, tập trung tiếng lời nhiều sẽ để pop. Jazz cũng tương tự như vậy. Classic sẽ lên giải chép khá là cao, anh em nghe nhạc vàng rất hay. Được. Đầu tiên em sẽ test cho các bác thêm một điều nữa là ấn nút audio nhé. Để các bác chỉnh chế độ sub bass. Các bác nghe ít bass các bác tắt đi DSP off. Các bác thích nghe nhiều bass ấn tiếp lần nữa là DSP on. Đấy. On và off nhé. On là bass sâu. Đấy. Rồi, bây giờ thì em sẽ tiến hành test chế độ cho các bác. Em sẽ test hai thể loại nhạc. Đầu tiên em sẽ test dòng nhạc bolero. Sau đó em sẽ test một dòng nhạc mạnh để anh em trải nghiệm được cái chiếc đâm rất là đa năng của cái bộ dàn này nhá. Đó. Tôi sẽ test nhạc nhẹ trước đi. Khi mình để chế độ là classic thì tiếng check lên rất là cao. Bây giờ em sẽ chuyển chế độ, ấn nút EP chuyển sang chế độ là rock đi nhé. Đấy. Và em sẽ đổi một cái thể loại nhạc khác để test cái chế độ bass của cái bộ dàn này. Cho các bác thấy được cái sự uy lực của cái cặp loa 595 này nhé. Rồi, mời anh em trải nghiệm chất bass. Anh em đeo tai nghe vào giúp em nhé. Anh em chờ em chút xíu. Nhanh cái chức năng giải mã của nó. Anh ấn cho em một nút này ở trên điều khiển nhá. Trên máy ấn nút ở góc này, còn trên khiển anh em ấn nút này để chuyển về chế độ giải mã này. CD này, FM này, optical này. Để chúng chơi giải mã của nó nhá. Ồ, TV lại đang có quảng cáo rồi. Đây. Đang quảng cáo các bác nhá. Đấy. Giải mã còn ok nhá. Ok. Bây giờ em sẽ quay chi tiết hình thức của cái bộ dàn cho các bác anh mình cùng xem. Em xin phép được tắt các cái thiết bị đi. Rồi em sẽ quay nhé. Đầu tiên sẽ quay hai loa trước cho các bác. Em sẽ tháo cái dây loa ra cho nó đỡ vướng.
Rồi. Sẽ quay chi tiết hai loa cho các bác xem luôn. Đây, em sẽ chuyển quay loa nhé. Cái quay mặt trước của loa này. Nó còn gân có su zin nha anh em nhé, còn rất là mềm luôn. Đấy. Rồi, em quay hai cạnh của loa. Con này một tí phồng nhẹ thôi. Rồi, cạnh còn lại của loa. Rồi, cạnh này tương đối đẹp. Cạnh còn lại của loa bên này. Rồi, cũng tương đối đẹp anh em nhé. Phía sau đi. Sau của hai loa, vùng ván ok. Đây. Chỗ này một tí để can nó hơi bị ấy, em đã tra keo rồi. Hai loa này sản xuất Nhật Bản, Made in Japan luôn các bác nhé. Đây, Made in Japan. Công suất hai loa là 100W chở cán 6 ohm. Hai loa là series là 208 và 207, series đuổi cùng một cặp luôn. Sony bây giờ họ cũng làm series đuổi. Rồi em quay sang cái đầu. Đây là cái hộp của cái điều khiển. Đây là e căng của hai loa anh em nhé, e căng nó đây, tương đối là lành lặn, tương đối là đẹp. Đó. Rồi chuyển sang cái đầu mặt trước của đầu đây. Rồi mặt trên sẽ xác có không đáng kể anh em nhé, cạnh bên này nói chung là tương đối đẹp. Rồi em quay phía sau nhé, chỉ cho các bạn mới chơi mà chưa biết sử dụng, em đã quay phía sau hướng dẫn các bạn luôn. Đây, các cổng như sau. Em sẽ rút hai cái giác này ra. Hai cái giác này hai cái cổng táp nhé. Như em mới trên điện thoại đấy, chơi cắm ở đây. Còn hai cái giác này em đánh dấu mũi tên như này là hai cổng xuất âm thanh ra các bác nhé. Các bác chú ý. Đây là cổng xuất âm thanh ra. Đấy, còn mình xuất âm thanh vào mình chơi táp mình chơi ở hai cổng này, trên giá máy tính này. Lưu ý cho em cái điều đấy. Loa này trở kháng của nó là công suất ra loa là 6 à trở kháng là 6 đến 16 ohm. Đó. Tiếp theo đây cổng giải mã optical này. Đây, anh cắm ở đây để chơi giải mã này. Đó. Đó. Anh em thích chơi xuất âm thanh là thêm thì anh em cắm ở đây để xuất ra âm ly phụ. Đây là quạt tản nhiệt, cái này chắc khả năng là nóng thì nó mới quay, bình thường mình sẽ không quay anh em nhé. Đó. Cú âm ly này cũng Made in Japan luôn, công suất của âm ly là 55W anh em nhé. Đó. Ok, mức giá em đã nêu ở chỗ đầu video rồi, các bác nào nếu mà xem tour ở đoạn đầu cho các tour lại, các bác xem lại giá lẻ nhé. Đó. Giá tổng cái bộ này 1.650.000, bao ship toàn quốc, đầy đủ phụ kiện, đổi nguồn dây rắc các thứ. Các bác chú ý là em chỉ bao ship khi chuyển đủ, còn chuyển cọc các bác trả tiền ship. Rồi ok các bác, mọi chi tiết liệu ngoài anh em liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Vâng, xin cảm ơn các bác anh em đã theo dõi video test. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.